Mày té không? Rồi. Té rồi. Vậy hay Trời mày tao té tao là còn té. Hello mọi người, mình là Mid. Hôm nay chúng ta có một cái quả game khá là đặc biệt, đó chính là Escape the Backroom. Game này được tài trợ bởi Unreal Engine. Do là game được tài trợ bởi Unreal Engine đó, cho nên là độ họa của nó sẽ rất là cao. Rất may là tôi đã đổ máy rồi, cho nên là cái việc mà để độ họa Ultra chơi game nó sẽ rất là thoải mái. Chất lượng âm thanh đó, chất lượng âm thanh của game này rất cao. Ok, coi như là mình set up xong hết rồi đó. Chúng ta có home CM. Home CM. Can you admit? Ok, ready hết rồi đó. Ok. Escape the Big Room này nó mấy level ta chưa tìm hiểu. Tao chưa tìm hiểu luôn á, tao chỉ biết là game này độ họa rất cao. Game này hơi bị được. Đang làm mưa làm gió trên TikTok, YouTube, Facebook. Tất cả nền tảng. Nơi này là gì vậy? Một quái. I need to find a way to get out of here. Nói chung là việc của mình trong backroom mặc định lúc nào cũng là tìm lối thoát. Tụi bay đâu? Ngoài đâu? Mình nên tao vậy? Tao là mày bệnh đúng không? Tao kiếm mình. Có về trong game á, bấm về để voi á. Lô. Tụi bay đâu? Đây nghe giọng của tụi bay nè. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Mày cho tao coi cái gì vậy? Tao táo. Mày là ai? Mày giơ lên để tao biết. Nhanh lên. Có khi mày là tổ chức nào? HOCM. Mày hầu tổ chức nào? Thằng này HOCM, mày là thằng nào? Từ giơ ở đâu vậy? Nè. Thằng này thằng nào? Mid rồi đi. Mày bấm E quy coi. Bấm E coi, nó có nghiêng cái đầu qua không vậy hay là nó mặc định? Có. Ok, việc của mình đi kiếm đường ra thôi. Trời ơi. Được chơi cái quả game này tao nói thiệt nó sướng vãi luôn á. Nay mình đổi gió chơi The Backroom, Escape The Backroom. Drop giờ hết đi chơi. Hết cái đi chơi anh em thông cảm. Roblox lấy cảm hứng Backroom từ cái này nè. Đúng rồi, game gốc không? Mình chơi game gốc. Mình chơi thẳng cả game gốc luôn đấy mọi người à. Đi có bị cái gì nó đen đen không? Kiểu nó giống như là nó lót không kịp á. Không, tao bình thường. Ê! Cái gì vậy? Nghe tiếng bước chân. Đứng yên. Show respect đi. Show respect. Mày show respect đi. Rồi thôi. Show respect đi. Nào bật đèn. Từ từ để xíu. Cái gì vậy? Cái gì nó sạc bệnh cái gì? Bệnh á. Gì? Mày sạc gì vậy bệnh? Ôi đừng có dùng V nữa mẹ. Tao thấy ghê quá. Sao vậy? 1, 2, 3 chào Khang nhá. Cái giọng nghe như trong cái bedroom. Có tờ giấy nè. Đâu? Manh mối. À là việc của mình là sẽ là sửa cái bậc thang rồi để leo lên cái ống thông hơi rồi thoát ra khỏi cái level này. Show respect. Show respect. Nè. Đó, ok. Này ngô, ok. Nút nào nó bật đèn vậy? Từ. từ. Để xíu tao coi. Có cái gì nè trước mặt tụi mình nè. Có cái ống kìa. Hình như game nó không có đèn pin mày ơi. Tao đang coi mấy cái nút tắt của game này nó không có đèn pin. Ồ kỳ thế nhờ. Ôi mày chui gì đó. Hố chui gì đó. So respect. Đi kiếm cái thang đi. Hồi nãy trong cái tờ giấy nó còn để là cái thang bị gãy nữa. Có sửa thang nữa. Cái này tao không biết là mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để thoát ra khỏi đây. Khá là lâu đấy. Nếu mà có lạc á, xài vơi nha. Từ, đang chạy. Đâu rồi, bay đâu rồi? Chết rồi. Thằng hồ đâu? Tao chạy mất tiêu rồi. Thằng quỷ đã che tầm nhìn của tao rồi, còn cho tao tới cái mặt nó nữa. Hồi nãy tao đã thấy có cái cục gì nó lòi ra, tao không nghĩ là đó. Game này tao nói thiệt chơi multiplayer hạn chế đi đụng nha. Nãy giờ tao thấy đi đụng kiểu nó bị Dướng. Bị dướng kiểu nó. Hai tao bay mới làm tao dướng xong nè.
giờ lạc nhau đó. Đi hồi cái hết nghe giọng của mình. Có cái cửa nè bây. Cái cửa vô khóa đi, rồi. Khóa rồi, mở không được. Mẹ mình ơi. Đang chạy. Nó đang xác đích mày. Rồi hết. Cái chỗ mà tao vừa mới vô nó có cái ghế. Nhưng mà gặp con đó nó đứng ở đó luôn. Rồi tao thấy cửa rồi. Bị khóa, bấm F để tương tác. Ê tao thấy cái chỗ mảnh vỡ của cái thang này để đâu lấy. Ê đường ra ở đây nè. Là được. Từ từ tao mới lụm mấy cái mảnh vỡ. Ơi đùa nè. Ủa? Đi ra đi. Lên lấy có cái chìa khóa à mày ơi, chứ không phải là lên để đi. Vậy là cái cửa kìa. Cái cửa nãy đó. Mày mở được không mình? Không, chưa mở được, đợi cái. Để tao đợi tao thử mở rồi cái, được. Vậy là ok, một thằng lấy là tính chung. Nhảy xuống mình. Không, ơi, đủ vậy thiệt hả? Không, cái này là nó làm mình bị rớt á. Đi là phải canh A canh Q á. Không mà té. Ở đây đây tao tới chỗ cánh cửa nè, đợi tao cái mình ơi. Khoan đi, okay, đợi tao cái. Ơi kìa, có cánh cửa bên trái mình kìa mình. Vô không được, vô không có gì vậy. Đi đây. Bấm LQ để cân bằng bản thân. Ơi con. Mày té không? Té rồi. Trời ơi, té tao luôn. Chạy đi. Ủa nó chạy lại vậy? Ê, nó chạy ngược hướng rồi kìa, what the. Nó chui vô cái đường đó đó. Đường đó hả? Tự nhiên nó chạy ngược hướng mày à. Tới tao bị ngược rồi nào. Trời ơi, dưới đây nó rộng lắm mày ơi. Ủa giờ mình chưa qua khu mới đâu, mình vẫn còn trong cái level 0 á. Nó gì mới ngược tao á. Mày đi theo hướng của tao, mày gặp nó liền á. Ồ, sâu lưng. Ủa tại sao đằng trước vậy? Nó đang ngược mày. Rồi đang chạy. Mẹ mình ơi. Trời đang chạy cái còn bị mệt nữa. Ôi tao nó hệ với mày luôn rồi. Rồi. Mình ơi mày cố ơi, mình ở đâu đi rồi. Tao đi theo cái hướng mũi tên mà nó không chỉ tao đi tới địa điểm nào hết trơn á. Cái khúc cân bằng đó đúng lạ luôn á. Phải cân bằng được. Trời nó tới luôn, nó tới. Chạm lỡ đâu mà. Rồi, đi bộ đi. Nó hết rồi, đi bộ đi. Giữ stamina. Cái này không có đường ra gì á. Thấy chỉ có đúng cái đường chỉ đó. Chắc chắn là phải có đường ra. Đúng rồi, này cái chỗ gớt của mình nè. Ê, vô. Chỗ nãy. Đó. Chỗ này á. Ủa, chỗ này là qua level tiếp theo mà. Ừ, lên lại còn hang thôi. Tôi giờ mới lụm cái đèn pin trong đây nè. Đâu bật đâu. Sao như cầm súng vậy? Trời ơi. Cả đôi vô chung. Cả đôi phải vô chung. Mới lót xong. Ủa, không có đèn pin hả? Mày có đèn pin không Bình? Không. Vậy chắc lấy cho vui rồi đó. Level này level gì ta? Level này là phải cần chính code nè. Để nhắn mấy cái này nè. Ủa sao mày nhấn cái ra luôn vậy? Không biết nữa. Ủa? Nhấn tầng. Lên tầng 2 coi. Ủa đang tầng 2 mà. Tầng 1 coi. Ít. Rồi nè. Rồi. Ủa mày bấm gì cái được luôn vậy? Không biết nữa, tao nhắn 159. Bấm bại hả? Bấm đại á. Trời ơi, giờ mình cũng ăn nữa. Rồi tới bê luôn. Trời ơi. Là mình xong level 1 rồi đó. Không mày ơi. Không biết xong thiệt chưa nữa. Tiếng nước đâu ra vậy? Gì? Bạn có thể đúng sử dụng nước. Mình té đây à. Nó kêu mình nói, nó kêu mình gì á. Bạn có thể nó kêu mình gì á trời. Hồi nãy tao đọc không kịp ta. Tao đọc không kịp luôn á. Ủa đèn pin. Ủa? Cái gì vậy? Đèn pin. Mở tủ sao vậy? Cầm súng vậy.
Gì hả? Trời ơi. Ừ, nó còn chặn tao nữa. Ui. Trời ơi trời, cái gì trời? Đẹp tết đẹp pin. Ôi mình. Ôi nó biến hành mày luôn kìa. Ờ đúng rồi, anh đọc con này màu danh. Sao nó tên là độ tỉnh táo? Ủa vậy là mình đạp vô nước để mình tăng độ tỉnh táo hả? Ê đừng vô cửa nữa. Đi liền cái đi. Mày đã chết nhũng quá. Chắc đạp vô nước là tỉnh táo vậy. Tao không biết nữa, tao để cái chữ sanity là tỉnh táo à. Giờ có đóng cửa. Đóng cửa lại. Rồi rồi đóng pin hả? Mấy cái đèn pin vậy? Đèn pin. Hàng bay chiếu đèn cho tao đi nha. Ừ. Ôi có chìa khóa nè. Tao mới lượm chìa khóa. Đi đi, tao để đằng sau cho. Tao là cái thằng đi hảnh thời nhất đó. Gán quá ta, cái này là hầm xe. Cảnh giác nha. Ok. Đi hạn chế va chạm nhau. Va chạm nhau nó bị giật giật á. Ê, ê nó kìa, nó kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Nó đang mạo danh mình kìa. Ừ, đúng rồi. Ủa? Nó rồi. Con gì đang chạy tới kìa mày ơi? Ừ, nó chạy. Thằng Minh lẹ quá. Tao lẹ nhất mà. Trời tao chạy tới nào chớp. Cái này được theo. Đóng lại. Nó có chạy vô không vậy? Mình xui. Có. Ê, mình né ra, mình luồn lách lên. Trốn. Tao coi nó biết mở cửa không? So respect. So respect. Để so respect nè. Nó trốn đâu vậy? Thì nó chạy lên kia à. Ủa thằng kia thằng nào vậy? Tao cũng không biết nữa, tao cũng đang phân dâm. Nói chung là tụi mình cứ đi chung đi, hạn chế để bị lạc. Bị lạc không hay đâu. Thằng nào chạy đúng lẹ. Tao với ai? Tao nhìn thằng kia cái tao thấy có cái gì nó đang chạy tới, nó chạy luôn. Và không người họ cứ báo tao với Khang. Tao tưởng nó bậy với Khang thấy. Ai vậy nó bậy với Khang? Ơ từ từ. Ngồi xuống. Ừ, có hai thằng đó, có hai thằng đó, nó di chuyển như người thường vậy đó. Vậy có khi thằng đó đi chung đi, nó là mạo danh á. Tại hồi nãy thấy nó thằng kia nó giết mình cái nó biến thành thằng mình luôn. Đi vô cái phòng. Đừng có làm tao sợ luôn. Trong này có gì không? Ơi có chìa khóa nữa kìa, lấy chìa khóa đi kìa, trên bàn. Lấy được không? Ủa lấy sao à? Bấm F. Inventory của tao. Chìa khóa mà sao không có vậy? Tao cũng không biết nữa. Thôi đi tiếp. Inventory của tao là cái bộ não. Bộ não đội tính táo mình á. Ờ vậy mở inventory check đi. Đội tính táo mình bị mất hết một một phần này, một phần mấy? 20%. Ờ 20% là 20%. Là một phần mấy? Một phần hai. Là một phần năm. Nó chạy tới. Đóng cửa lại. Lúc. Ê, đừng để mở cửa nha, để nó show respect. Show respect. Để. Cái gì gọi là show respect. Tao núp hơi lộ liễu. Công dân đi, chậm nó thì show chứng minh nhân dân nha. Đây, show respect. Công dân. Đây. Thì mày gặp mấy thằng giả mạo, mày show respect với nó, nếu mà nó không show lại là nó là giả mạo. Là chạy liền luôn. Chạy còn không kịp đi. Vừa mình show nó bay ở đơm mình này. Trường hợp bị lạc. Ở trên nổi nha, cái sanity của mình nó sắp gì rồi. Để đâu ra coi trước. Ờ từ thằng ra thôi. Nó đang hướng này. Ôi. Chưa. Nào lẹ quá vậy. Chưa. Mình coi đi mình. Ờ mày coi đi mình. Ổn rồi kêu tao chạy rồi. Chạy luôn á, ổn là chạy luôn á. Nó đang đi qua khúc kia rồi. Chạy vô đây tao, nhanh lên. Thằng nào vô sao đóng cửa. Bên đi ra. Nó hai con nữa nha. Ơi có nước nè, uống nước để tăng độ tỉnh táo á, uống thử coi. Này là uống gì? Sao? À chìa khóa, à đi thu thập mấy cái chìa khóa để ghim vô đây nè. Mình còn một, ở đâu mình còn hai chìa nữa. Còn chìa nữa hả? Còn chìa nữa rồi.
Còn ông còn này nữa, ba chìa lận. Ủa tao mới là... tao mới dặn chìa khóa thằng nào dặn lên vậy? À tự động hả? Vậy là cửa này sẽ là cái cửa thoát của mình. Ở đây nó không có cửa sổ, tao ngại mở cửa mày ơi. Nó không có cửa sổ. Sorry back nè. Ok đi. Đứng xa nè, tao mở cửa vậy tới gì tao chạy luôn. No, đây vừa mở cửa rồi. Cái phòng này nó bị tù cái tầm nhìn quá. Có gì không? Đi. Đừng có đóng cửa. Trời tao đóng được rồi. Rồi, đi lên nó được. Đâu? Đâu? Nó vừa mới đi qua. Từ từ để đâu coi vô. Ổn, đang ổn. Đi luôn, đi thẳng. Đi thẳng ra đâu mày? Đi thẳng xuống ngược lại mới đúng. Mệt. Nó chạy vô dưới thằng mình nè. Đi thẳng xuống dưới đó. Đi thẳng xuống đâu? Nóng thái, nóng thái. Ghê. Tao tưởng nó vô rồi đó. Ai thằng vậy? Ngồi có cái cửa đóng không xong. Bây giờ chốt kèo nha, tao là thằng đóng cửa. Tụi mày chạy vô trước đi, tao là thằng đóng cửa. Đừng thằng nào đụng vô. Tại tao không quen á. Tao chơi tao chạy vô cửa là tao tự động nó quay cam lại tao đóng liền à. Rồi vậy cho mình đóng liền mà chạy trước đi. Thôi tao không chạy cuối cùng đâu, ghê lắm mày ơi. Vậy tao chạy cuối nha. Có gì không, có gì không? Không gì hết. Mày đứng mày hóng coi có gì không, tao... Hay là giờ mình đổi đường nên mình đi đường khác đi. Đi này nè. Đóng cửa rồi nha mấy bạn. Nhanh lên. Trời ơi. Có gì không? Không. Tao uống miếng nước cái tao sắp ngẫm rồi. Được. Đi học. Nước nè. Qua lẹ. Ôi từ, tao đang uống nước. Uống nước không đóng cửa được. Trời, bến. Đóng rồi. Uống nước đi. Thằng nào đội tính đó còn thấp thì uống nước đi cho nó tăng lên lại. Uống sao? Bấm số 2 á. Bấm số 2 để cầm cái lon nước lên. Nó quăng luôn rồi đó. Nè, có nước ở đây nè. Ngậm lên. Rồi bấm số 2. Gì vậy? Tỉnh táo đó. Tỉnh táo rồi. Đi. Có chìa khóa không? Không có thì đi. Cho hàng ra trước đi, cái phòng mình chặt cứng chạy vô không kịp. Rồi, ổn rồi. Ơi nó kìa, từ từ. Nó kìa. Đi ôm cái tường ở đây nè, rồi bấm quy. Để nó nhìn cho. Để chắc rồi sao, nó chạy tới. Còn phòng nào không có? Cái phòng ở tuốt đó có không? Không, đó mình đi rồi. Đi rồi. Tao nghi... Ơi, nó tới! Chạy chắn. Đổ phải. Vào đóng cửa lại. So respect. Nóng quá ta, đợi xíu, nóng quá. Từ từ cái máy lạnh nó nóng quá. Hay là game nó nóng vậy trời. Game nóng. Tụi bay chơi có bị nóng đợt không vậy? Có. Tao bật đi giác quan tao lên cao độ đó. Rồi. Ổn rồi, nào ra check cửa rồi. Càng. Sợ nha. Thì nó tới. Trời ơi. Sao nó chạy cuối cùng vậy? Rồi vậy cuối cùng đóng cửa. Trời, trước cửa. Nó nói giờ đi. Đúng ghê luôn, ra là cứ thấy anh chả nó chạy từ đâu tới à. Đi phía phải đi.
Ôi, ôi, vô. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại, đóng. Trời ơi, tao vô cái vòng kế bên rồi. Ok, không đóng cửa, mà đi cuối cùng mà. Tao tưởng thằng Minh nó đóng. Tao chạy cái vòng kế bên. Ổn không, ổn không? Bình thường, bình thường. Chưa biết nữa. Từ từ đợi nó đi xa xíu đi. Tao khuyên nó đợi tầm một hai phút vậy á, để nó đi xa xíu. Độ tính toán mình còn 50%. Đâu, 60 chứ, 60%. Rồi nó đi xa à? Đi được phía này. Khó quá ta. Tao nghĩ là cái phòng cuối cùng là nó nằm ở đâu tuốt mẹ ở bên đó đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi! Nó chạy tới, thằng nào vô cửa đóng cửa. Trời ơi, chạy mày sao kịp. Tao quay đầu rồi, tao chạy xa luôn á. Ừ, nó đang gửi theo tụi mày á. Trời ơi, đóng lại cái này. Đóng lại. Đưa lùi. Kệ nó kệ. Còn con ở trên đây nè. Đi luôn đi Bình, đi luôn đi Bình. Để tao dụ cho. Ừ, còn con trên đây, tao thấy một cái phòng rồi, nó góc phía bên trái. Đúng rồi. Nó không quay lại nhìn. Chừng nào mà nó quay lại nhìn á thì nó mới rượt mình. Còn không là mình cứ đi sau lưng nó hoài luôn á. Thôi mày ơi, đi không nó rồi mình chạy hồi bị mệt á. Chết á. Sợ lắm. Đó, con nó rượt tao rồi. Ơi bên. À, gì vậy? Con nó rượt tao đó nha. Cái phòng phía bên trái á. Từ từ. Phía trái á. Nó đang quay về đó, cái con chính nó đang quay về. Lùi cái. Tao sợ nó quay mặt nó cái à. Quay... Ờ nó đi tiếp luôn rồi Khang ơi, đang đi tiếp rồi. Mình đi luôn, mình đi luôn. Có hai con nó đang quay về á. Ờ, hai con luôn hả? Ờ. Chạy rồi. Giờ là tao vụ hai con nha. Ok. Vụ đi, okay. Tao đang nhìn mày nè. Ờ đứng với đó đi. Không, mày nấp trong đi. Nào nó gửi theo tao thì tao kêu vô. Xíu có hàng vụ chung với tao, một hàng con. Ờ, có một con nó gửi tao đó. Đi con... đi. Ừ, để đâu ra đây nó coi. Rồi, có một con ở đây gửi theo tao á. Vô kìa. Trời, nó sát cái mé tường luôn á. Tao vừa ló đầu ra là thấy nó sát bên luôn. Núp đi mình, tụi tao đi không được, tụi tao bị nó đứng kế bên tường luôn. Ở có một thằng á, vụ nó gượt heo chạy hẳn cái phòng tuốt ở dưới luôn. Tao vụ nó phòng này, còn thằng kia ra vô cửa đó. Tao sợ tao chạy bị đuối thôi. Con hai con nó đang quay về nè, để tao vụ con đi á, rồi thằng vụ con. Ok, con của mày quay về đó Bình, con mày quay về đó. Trời, nó gượt heo. Ôi, đang rượt kìa. Rồi, cố gắng nha Cang, tao đi á. Ừ. Vụ thêm con nữa. Con kia nó đang quay mặt thôi, tiếng anh Khang á. Trời ơi, tao còn bị rượt. Từ từ, nó còn rượt. Nó rượt hai một thằng Khang, nó rượt Khang, chạy luôn Khang, mà chạy đi, để tao cho. Chạy phòng đi Khang. So respect. Rồi, có đó nha. Ổn không? Rồi, mở rồi. Vô luôn. À, kế hoạch trong kế hoạch. Gì vậy? À, từ. Dặn lên hết. Để tao dặn á. Hai cái đúng rồi. Tranh thủ nha, sanity sắp hết rồi đó. Ủa? Từ. Vô. Ở đây hả? Vô sao? Tao dặn rồi, sao tao cứ dặn mà nè, cái này. Ủa sao nè. tao với thằng Bình đó. Ủa thằng Bình đâu? Cái này nè. Tao bắt kẻ trên đây nè. Sorry back lẹ. Đây sorry back, mở cửa rồi, thành công rồi nha. Hết hồn mày, tao tưởng mày đăng Bình. Hai con nó chạy tới chỗ tao luôn rồi. Vô để tôi Bình vô. Ủa nó không cho vô hả? Bình chết vô. Rồi. Ừ, ra cover đi, ra cover. Vậy để tao giả hàng này cái. Tao không dám mở cửa. Mày nghĩ tao dám? Cái này phải dặn theo nhịp hả? Hồi nãy lúc mà tao vô tao dặn luôn ba cái luôn á. Tao dặn một mạch ba cái luôn á. Chết rồi hả? Ôi, cái mày đi vô đi.
Nhanh lên. Tao vừa mới cửa, thằng nào đóng cửa vậy? Nó máu. Đâu, tao với Khai không có đụng vô cái cửa luôn á. Tao với Khai nãy giờ là đứng đứng cách xa cái cửa. Chứ không có đụng chạm vô cửa. Bệnh đại. Ừ, sorry bác trước. Để biết nào nào. Nè. Miết. Tao vừa. À, Miết. Tao vừa mới. Tao vừa mới mở cửa ra chạy vô hai con nó ngược sau lưng tao với tụi thằng nào đóng cửa ra cái là bị đâm chết. Ủa, không 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 ai đóng cửa luôn á, tại tao với Khai là đứng ở trong cái phòng kia rồi, đứng trong phòng kia đợi luôn á. Ý, có nó tăng lực mà, lụm Khai. Ủa? Ủa cái sanity của tao nó vẫn còn ở dưới đấy. Từ từ, uống miếng nước cái, uống miếng nước lấy lại tinh thần cái. Lụm nhiều vô. Chứ rồi, có đèn pin không? Có đèn pin không? Không có đèn pin hả? Không, tao không có đèn pin. Chứ rồi, biết vậy nãy lụm đèn pin ở kia. Thôi vô luôn đi. Có chỗ trốn á, có chắc hẳn á. Mày là sorry bác coi. Ồ, thằng Khang có chỗ trốn hả? Mình ra chắc mình ơi. Bệnh đi lẹo. Tiếng thở, tao nghe tiếng thở nha. Nào, mày có đèn pin không Bệnh? Không, tao lấy tao bị đâm chết mà. Ủa? Mất luôn cái đèn pin mày chiếu đường đi cao coi, tao không thấy đường. Có đèn pin đại diện đi trước nha, để mở đường. Ở trong cái khu tối là cái sanity mình nó sẽ bị giảm á. Ho ho. Đợi đợn, quỷ. Gì vậy? Cái gì vậy? Mày đừng có bực coi. Ủa? Nó sao vậy? Thấy ghê lắm mà. Ừ. Ê, tao lấy cho, tao lấy cho. Tranh thủ. Yeah. Rồi cầm chiếu đi. Đèn nó hết pin rồi đó. Đèn này làm gì hết pin? Tôi nghe tiếng bước chân của thằng nào mày ơi. Đúng rồi. Đi có phòng là vô chống đi. Trời ơi, ta tưởng có cái gì vậy? Thằng quỷ này có mày chui vô. Tao chui vô trước rồi, cái nó bị kẹt. Tao chui vô trước. Ở đây nhiều phòng lắm nha, từ từ. Ở bên này có phòng nè. Khoan. Mình cầm đèn lần nào. Tao. Bị cảnh ra rồi. Gì vậy? Cái cam tao bị gì vậy? Nó đâu rồi? Mày đâu rồi Minh? Tao có cái phòng gần đó. Boy, mày coi cam của thằng gì cơ? Thằng Khang coi Khang. Bình. Ừ, coi cam của nó coi. Thấy bình thường. Ghê quá à. Trời. Ủa, tao bị cái đâu Minh? Tao nè, tao bị cái gì á mày ơi, từ. Tự nhiên tao mở cửa xong cái là tao tao thấy mình mở cửa của mày biến mất luôn. Ờ. Bị cái gì á? Ôi, qua đây mày mở cửa giùm tao Khang ơi, tao mở cửa tao ra không được. Cho trong bên nó mở cửa trong bên đây. Ôi, nó đang ngoài. Ủa mày hả? Vô. Tao mở cửa không được. Thấy mình nó biến mất rồi. Đừng có bấm. Đâu thấy mình còn ở đây mà. Nè. Mày mở cửa thấy mình biến mất. Mở cửa. Ủa mày đâu rồi? Ờ, tao bị gì á? Giống như tao bị vô cái góc cam luôn á, mày mở cửa coi. Sửa hay nào mặc đồ giống tao là đua nè. Khóa cửa rồi. Đi kiếm chìa khóa Khang ơi. Chịu khó. Ủa cái đèn pin đâu? Tao đang cầm nè. Nữa tao bị cái gì hoài luôn á, mở cửa giùm tao Khang ơi. Mở cửa giùm. Đóng lại. Ủa tao bị cái lỗi gì rồi đó. Tao chắc chắn là tao bị cái gì rồi. Tao kêu chạy là chạy liền nha. Đừng có quan tâm nó hướng nào. Đường này mày đi rồi. Đâu chưa? Đường mới. Ô hang máy nè. Đi. Ô hợp lý hả nhỉ? Trời. Giờ ghê hơn nữa. Qua level ơi, vỗ tay.